Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tính làm lành, cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ, tâm Bồ Đề kiên cố trí tu đạo vững bền, xa biển khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô mười phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh. Chúng con nương ngoài lực Bồ Đề của mười phương chư Phật, bạch thỉnh hết thảy chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng theo hạnh nguyện của các Ngài, quang giáng nơi pháp hội chứng minh và gia hộ cho chúng con. Cùng nương oai lực của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh hết thảy chư chúng đã phát tâm Bồ Đề, chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp, hết thảy quỷ thần vì lợi ích của mình khởi tâm hoan hỷ tinh tấn hộ trì nương oai lực Phật, vân tập về nơi pháp hội hôm nay theo sự thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kính bạch chư hộ pháp chốn giả Nam chùa Ba Vàng, xin các Ngài ủng hộ cho chúng con. Kính bạch các Ngài, nương lòng từ bi và sự chỉ dạy trên Sư Phụ, nhân mùa an cư kiết hạ của chư Tăng, đệ tử chúng con, Tăng Ni Phật tử chùa Ba Vàng, xin thành tâm đôi trước Tam Bảo phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng, để tán thán công đức Tam Bảo, tu bồi rơi đức tăng trưởng phước lành. Hôm nay, đệ tử chúng con vân tập về nơi Đại Hùng Bảo Điện. Chúng con dâng nén tâm hương, khải bạch Tam Bảo chứng minh gia trì. Chư hộ pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập các công đức theo mùa an cư kiết hạ của chư Tăng. Giờ này, chúng con xin tu tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm 1, Phẩm Tựa. Chúng con xin nguyện đem công đức lành này hồi hướng đền ân chư Phật, báo tứ trọng ân, phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật, để hộ trì Tam Bảo, truyền tải Phật Pháp rộng khắp thế gian, đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề. Và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chinh pháp của Phật được tuyên dương, các bậc thánh tăng xuất hiện nơi đời hoằng dương chinh pháp của Phật, đem hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài, các chúng ác ma phá hoại Phật Pháp, cùng chúng ngoại đạo được duyên giác ngộ. Nguyện trên Sư Phụ được sức khỏe, trụ thế Sa Bà được giải lâu, để hoằng dương giáo pháp của Phật phổ độ quần sinh. Và nguyện cho cha mẹ hiện đời của Tăng Ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe, tăng thêm tuổi thọ, thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích, sớm có duyên lành tu theo chính pháp của Phật. Nguyện cho gia tiên tiền tổ hiện kiếp, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cùng các chúng oan gia trái chủ của Tăng Ni Phật tử tại chùa, nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính pháp của Phật tu tập giải thoát. Chúng con cũng nguyện hết thảy chư thiên chư hộ pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được minh quân,
giữ gìn bờ cõi an ổn nhân dân, khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật Pháp khiến được thịnh hưng, nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm muôn loài, được an lạc trong giáo Pháp của Phật. Chúng con ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức, phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con, cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thường gia hộ Bồ Tát Ma Ha Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam mô thập phương hư không giới nhất thiết chư Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam mô thập phương hư không giới nhất thiết tôn Pháp. Chí tâm đảnh lễ Nam mô thập phương hư không giới nhất thiết hiện thánh tăng. Pháp vi diệu rất sâu vô thượng, trăm nghìn muôn ước kiếp khó gặp. Nghe con nay thấy nghe đường thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thực của Như Lai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hơn sau muôn lời thành bảy quân rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Trong cổ nước cam lộ rịnh nhuận nghề, trong miệng chực đề hồ nhỏ mang bên răng ngọc trắng tuôn xa lời trên lưỡi sen ngồng phong hào quang nghe dầu cho tạo tội hơn núi cả chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh diệu pháp liên hoa quyển thứ nhất, kinh diệu pháp liên hoa
Phẩm tựa thứ nhất tôi nghe như thế này một thuở nọ. Đường vương ở trong núi Kỳ Xa Quật, nơi thành vương xá cùng chúng đại tỳ kheo một muôn hai nghìn người câu hội các vị đó đều là bậc A La Hán. Các lầu đã hết không còn phiền não. Việc lợi mình đã xong rất sự ràng diệt, trong các cõi tâm được tự tại. Tên của các vị đó là A Nhã Kiều Trừng Như Ma Ca Diệm Mưu Lâu Từng Loa Ca Diệm Già Già Ca Diệm Na Đề Ca Diệm Xa Lời Phân Đại Mục Kiền Liên Ma Ca Diệm Diệm Na Nô Lâu Đà Kiệm Tân Na Kiều Phạm Ba Đề Ly Bà Đa Tất Lăng Già Bà Ta Bà Câu La Ma Ha Câu Si Na Nan Đà Tôn Đà Na Nan Đà Vô Lâu Na Di Đà La Ni Tự Tu Bồ Đề A Nan La Hồ La. Đó là những vị Đại A La Hán Hằng Trí Thân của chúng lại có bậc hữu học và vô học hai nghìn người. Ba tỳ kheo ni ma ba xà ba đề cùng với quyến thuộc sáu nghìn người câu hồi mẹ của La Hầu La La bà tỳ kheo ni gia thâu đà la cũng cùng với quyến thuộc câu hồi bưng đại bồ tát tám muôn người đều không thôi chuyện ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác đều chứng đẳng pháp đà la ni nhào thuyết biện tài truyền nói pháp luân bất thôi chuyện từng cung dường vô lượng trăm nghìn chư Phật ở nơi các đức phật trong các cội công đức thương được các Phật ngợi khen dùng đức từ để tu thân kheo chứng trí huệ của Phật thông đạt đại trí đến nơi bờ kia danh đồn khắp vô lượng thế giới có thể độ vô số trăm nghìn chúng sanh. Tên của các vị đó là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát Đắc Đại Thế Bồ Tát Thường Tinh Tấn Bồ Tát Bưng Hữu Tấn Bồ Tát Biểu Chứng Bồ Tát Dược Vương Bồ Tát Dòng Thí Bồ Tát Biểu Nguyệt Bồ Tát Nguyệt Quang Bồ Tát Mãn Nguyệt Bồ Tát Đại Lực Bồ Tát Vô Lượng Lực Bồ Tát Việt Tam Giới Bồ Tát Bát Đà Bà La Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát Bưu Tịnh Bồ Tát Đạo Sư Bồ Tát vân vân. Các vị Đại Bồ Tát như thế tam muôn người câu hỏi. Hồi luôn bây giờ tinh đề hoàng nhân cùng quyến thuộc ngài muôn vị thiên tử câu hồi lại có minh nguyệt thiên tử phổ hương thiên tử bửu quang thiên tử bốn vị đại thiên vương cùng với quyến thuộc một muôn thiên tử câu hồi tự tại thiên tử đại tự tại thiên tử cùng với quyến thuộc ba vạn thiên tử câu hồi chủ cõi ta bà phạm thiên vương thi khi đại phạm quang minh đại phạm vân vân cùng với quyến thuộc một muôn hai nghìn vị thiên tử câu hồi có tám vị long vương nang đà long vương bang nang đà long vương ta già la long vương hòa tu kiết long vương đức xoa ca long vương a na bà đạt đa long vương ma na tư long vương ưu bàng la long vương vân vân đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyền thuộc cõi có bốn vị khẩn na la vương pháp khẩn na la vương diệu
Diệu Pháp Khẩn Na La Vương, Đại Pháp Khẩn Na La Vương, Trì Pháp Phật La Na Vương, đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyền thuộc câu hỏi có bốn vị. Càn Thác Bà Vương Nhạc, Càn Thác Bà Vương Nhạc Âm, Càn Thác Bà Vương Mỹ, Càn Thác Bà Vương Mỹ Âm, Càn Thác Bà Vương đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyền thuộc câu hỏi có bốn vị. A Tu La Vương, Bà Trí A Tu La Vương, Cư La Kiên Đà A Tu La Vương, Tỳ Ma Chất Đa La A Tu La Vương, La Hầu A Tu La Vương đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hỏi có bốn vị. Ca Lầu La Vương, Đại Oai Đức Ca Lầu La Vương, Đại Thân Ca Lầu La Vương, Đại Mạng Ca Lầu La Vương, Như Ý Ca Lầu La Vương đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyền thuộc câu hồi vua. A Xà Thế Con Bà Vi Đề cùng bao nhiêu trăm nghìn quyền thuộc câu hỏi cả chúng đều lễ chân Phật lui ngồi một phía. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn hàng tứ chúng vây quanh cung dường cung kính ngợi khen tôn trong vì các vị Bồ Tát mà nói kinh Đại Thừa tên là Vô Lượng Nghĩa Giao Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Nói kinh này xong, Đức Phật ngồi xếp bằng nhập vào chánh định. Vô Lượng Nghĩa Sứ thân và tâm của Phật đều không lay động. Khi đó trời mưa hoa Mạn Đà La Hoa Ma Ha Mạn Đà La Hoa Mạn Thù Sa Hoa Ma Ha Mạn Thù Sa Đề Rải đến Đức Phật cùng ngàn đại chúng khắp cõi Phật sáu điều vang độc. Lúc bây giờ trong chúng hội các ngàn tỳ kheo, tỳ kheo ni cần sư nam cần sư nữ, trời rộng già xóa Càn Thác Bà A Tu La Ca Lô La Cực Na La Ma Hầu La Già Nhân Phi Nhân và các vị tiểu vương cùng chuyển luân thánh vương, các đại chúng ấy đều đặng thấy việc chưa từng có vui mừng, chắp tay một lòng nhìn Phật. Bây giờ Đức Phật từ nơi tượng long trăng giữa chẳng mày phóng ra luồng hào quang chiếu khắp cả một muôn tám nghìn cõi ở phương đông dưới thời chiếu đến địa ngục A Tỳ trên xuống thâu trời sáng cứu cánh. Chúng ở cõi này đều thấy cả sáu loài chúng sinh, ở các cõi kia lại thấy các đức Phật hiện tại nơi càng cõi kia và nghe kinh vang của các đức Phật ấy nói cùng thấy nơi các cõi kia các ngàn tỳ kheo ni cần sư nam cần sư nữ, những người tu hành đắc đạo lại thấy các vị đại Bồ Tát dùng các món nhân duyên các lòng tin dạy các loại tướng mạo mà tu hành đạo Bồ Tát, lại thấy các đức Phật nhập Niết Bàn, lại thấy sau khi các đức Phật nhập Niết Bàn đem ra lời của Phật mà dừng tháp băng bảy bao, khi ấy Ngài Di Lặc Bồ Tát nghĩ rằng hôm nay Đức Thế Tôn hiện thần biến tướng, vì những duyên gì mà có điềm lành này. Nay Đức Phật đương nhập chính định, việc biến hiện hy hữu không thể nghĩ bàn này, nên hỏi ai? Ai đảm đương ai lại nghĩ ông Pháp Vương Tử Văn Thù
sẽ lời này đã từng gần gũi cúng dường vô lượng các đức Phật đời quá khứ chắc đã thấy tưởng hy hữu này ta nay nên hỏi ông lúc đó hàng tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ và các trời dòng quỷ thần vân vân đều nghĩ rằng tướng thần thông sáng chói của Đức Phật hiện đây nay nên hỏi ai bây giờ ngài Di Lặc Bồ Tát muốn giải quyết chỗ nghi của mình ngài lại xét tâm niệm của bốn chúng tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ và của cả chúng hồi trời rồng quỷ thần vân vân mà hỏi văn thù sư lợi rằng vì nhân duyên gì mà có tướng lành thần thông này Phật phóng ánh sáng lớn soi khắp một muôn tám nghìn cõi ở vườn đông đều thấy cõi nước trang nghiêm của các đức Phật khi đó ngài Di Lặc muốn nói lại nghĩa trên dung kệ hỏi rằng ngài văn thù sư lời đức đạo sư cơ chi long trăng giữa chẳng mày phóng ánh sáng khắp soi trời mưa hoa mạn đà cùng hoa mạn thù xa gió thơm mùi chiến đàn vui đẹp lòng đại chúng vì nhân duyên như vậy cõi đức đều nghiêm tình mà trong thế giới này sáu điều vang đồng lên bây giờ bốn bộ chúng thấy đều rất vui mừng thân cùng nghĩ thơ tới đằng việc chưa từng có ánh sáng giữa chẳng mày soi suốt thẳng phương đông một muôn tám nghìn cõi đều ánh như sắc vàng từ địa ngục ngã từ trên đến trời hữu đàn trong các thế giới đó ca sáu đạo chúng sanh sống trên của kia đến nghiệp duyên lành cùng dư tỏ bao có tôn sâu tại đây đều thấy rõ lại thấy các đức Phật đấng thánh chúa sư tự diện nói các kinh điển nhiễm màu bậc thứ nhất tiếng của ngài thanh tịnh dòng nói ra êm dịu dạy bảo các bồ tát vô số ứng muôn người tiếng pháp âm thâm diệu khiến người đều ưa nghe các vâng ở cõi mình mà giảng nói chánh pháp dùng nhiều món nhân duyên cùng vô lượng tỷ dụ để soi rõ Phật pháp mà khai ngộ chúng sinh nếu có người bị khổ nhàm lìa già bệnh chết trên vâng vì nói niên bằng để dứt các ngăn khổ nếu là người có phước đã từng cúng dường Phật chỉ cầu pháp thù tăng vì nói hạnh duyên giang nếu lại có Phật tự tu tập các công hành để cầu huệ vô thượng Phật vì nói tin đạo ngài văn thù sư lời tôi ở tại nơi đây thấy nghe giường ấy đó và nghìn ức việc khác thầy rừng nhiều như thế này sẽ lượng nói ra tôi thấy ở cõi kia có hằng xa bồ tát dùng các món nhân duyên mà cầu chứng Phật đạo hoặc có vị bồ tí vàng bạc ngọc sáng ngô chân châu ngọc như ý ngọc xa cư mà nào kim cương các chân bửu cùng tôi tớ xe cổ kiều càng chứng châu báu vui vẻ đem bố thí hồi hướng về Phật đạo nguyện đang chứng thừa ấy bậc nhất của ba cõi càng vâng ngần ghen người hoàng có vị bồ tát xe tư mã xe báu bao lương che tàng đem trâu tri dùng bố thí lại thấy có bồ tát bố thí cả vợ con thân tịnh cùng tay chân để cầu vô thượng đạo lại thấy có bồ tát đầu mắt và thân thể đều ưa vui thí cho để cầu trí huệ Phật ngài văn thù sư lời ta thấy càng quốc vương qua đến chùa của Phật thưa hồi đạo vô thượng bèn bỏ nương vui vẻ cùng
điên ca từng tiêm cào sạch rau lừng tông ma măng nghi pháp phục hoặc lại thấy Bồ Tát mà hiện làm tỳ kheo một mình ở vắng vẻ. Ưa vui tụng kinh điển cũng thấy có Bồ Tát dũng mãnh và tinh tấn vào ở nơi thâm sơn mỗi Phật đạo và thấy bậc ly dục thường ở chỗ không nhàn sâu. Đồ tu các thiên đình đang năm món từng tông và thấy vị Bồ Tát chắp tay trụ thiên đình dùng nghìn muôn bài kệ khen ngợi các pháp vương lại thấy có Bồ Tát trí sâu chi bền chẳng ngay hồi các đức Phật nghe rồi đều thọ trì lại thấy hàng Phật tử định huệ trọn đầy đủ dùng vô lượng tỷ dụ vì chúng mà giảng pháp. Nói các pháp dạy bảo các Bồ Tát phá dèm chúng binh ma mà đánh điện trong pháp cùng thấy vì Bồ Tát văn bằng yên lặng ngồi đời rồng đều cung kính chẳng lấy đó làm mừng và thấy có Bồ Tát ở rừng phong hào quang cứu khổ chốn địa ngục khiến đều vào Phật đạo. Lại thấy hàng Phật tử chưa từng có ngủ nghỉ kinh hành ở trong rừng siêng năng cầu Phật đạo. Đạo cùng thấy đủ giới đứng ngoài nghi không thiếu soạn lòng sanh như bửu châu để cầu chứng Phật đạo và thấy an phần tự trụ vào sân nhân nhục bị kẻ tăng thương mang măng rùa cùng đánh đập thầy đều hay nhận được để cầu chứng Phật đạo lại thấy có Bồ Tát xa rời sự chơi cười và quyến thuộc ngũ si ưa gần gũi người chỉ chuyên tâm trừ loạn động nhiệm niệm ở núi rừng trái ứng nghìn muôn năm để cầu đường Phật đạo lại thấy vì Bồ Tát đồ ăn uống ngọt ngon cùng trăm món thuận tăng đêm cung Phật và tăng áo tôn đồ thượng vùng giá đang đến nghìn muôn hoàng là vô giả ý đêm cung Phật và tăng dùng nghìn muôn ứng tư nhà báu bằng chiến đàn cán dương nằm tốn đẹp đề cung Phật cùng tăng rừng vườn đất thanh tịnh bông trái đều xum xuê suối chảy cùng ao tắm cúng dường Phật và tăng cũng thế như thế đó. Đó các đồ cũng tốn đẹp vui vẻ không nghe nhằm để cầu đạo vô thượng lại có vị Bồ Tát giảng nói pháp tình diệt dùng các lời dạy dỗ dạy vô số chúng sanh hoàn tại vì Bồ Tát quan sát các pháp tánh đều không có hai tướng cũng như khoảng hư không. Lại thấy hàng Phật tử tâm không chỗ mê đắm dùng món diệu huệ này mà cầu đạo vô thường. Ngài Văn Thù giữ lời lại có vị Bồ Tát dấu khi Phật diệt đồ cung dương xa lời Phật lại thấy hàng Phật tử xây dựng càng tham miêu nhiều vô số hằng xa nghiêm dân gấm coi nương biểu tam đường cao đẹp đều năm nghìn gió tuần bề ngang rộng xứng nhau đều hai nghìn gió tuần trong mỗi môi tháp miếu đều có nghìn trang phan mang gió sen thà xuống tiếng linh bao hòa reo càng vĩ trời rộng thần người cùng với vị nhân hương hoa cùng kỹ nhàn thường đem đến cúng dường ngài Văn Thù giữ lời các hàng Phật tử kia vì cúng dường xa lời nên trang sừng tam miêu coi quốc giới tự nhiên tụ đặc rừng tốn đẹp như cây thiên thọ hương bông kia đương xòe nở Phật phóng một luồng sáng ta cùng cả chúng hồi thấy nơi cõi nước này càng từ rừng tốn đẹp thần lực của chư Phật trí huệ đều hiểu phóng một luồng tịnh quang rồi gầm vô lượng
thiên coi chúng ta thấy việc này đặng điều chưa từng có, xin Phật Tử Văn Thù giải quyết lòng chúng nghi bốn chúng đều mong ngóng nhìn Ngài và nhìn ta. Đức Thế Tôn cớ chi phong ánh quang minh này, Phật Tử phải thời đáp quyết nghi cho chúng mừng. Có những lời in gì đứng vâng phong quang này, khi vực ngồi đạo tràng chứng đăng phạm tâm diệu, vì muốn nói pháp đó nay ra sẽ tỏ kỳ hiện bày các cõi vâng càng bao giật trang nghiêm cùng thầy càng đứng Phật đây không phải cỡ nhỏ. Ngài Văn Thù nên biết bốn chúng và long thần nhìn xem xét Ngài đó mong sẽ nói những gì. Phục nguyện Tam Bảo chứng minh oai thần hộ niệm Bồ Tát Thánh Tăng Phạm Vương Đế Thích Tứ Thiên Vương chúng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiết Thiện Thần chứng minh gia hộ. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thật có trong ngày hôm nay, đối với thân thực hành thiểu dục chi túc, đối với khẩu nói lời thanh tịnh xa rời các dục, đối với ý thường tư duy chính pháp, chúng con kính nguyện sư phụ của chúng con Tứ Đại Điều Hòa, chủ thế Sa Bà dài lâu đời đời các kiếp vị lai thị hiền, mang ánh sáng trí tuệ bát nhã của các đức Như Lai, phổ độ quần sinh khiến cho muôn loài đều thấm nhuần lời Đức Phật dạy, tin sâu nhân quả phát tâm Bồ Đề, ứng dụng tu hành sống cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát. Nguyện cho thân phụ thân mẫu của sư phụ và cha mẹ của tăng ni Phật tử đang tu tập tại chùa, bệnh tật được thuyên giảm, tăng trưởng duyên lành tu theo chính pháp. Nguyện cho nhân dân Phật tử thiện nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập, tùy theo phúc báu của mình mà được bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang, lòng tin nơi Tam Bảo càng sâu, tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trưởng. Nguyện cho các hương linh chiến sĩ trần vong, đồng bào tử nạn, dân quân du kích tử vệ, những người đã chết trong các cuộc chiến tranh, cùng 12 loại cô hồn, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại, kiếp này và các kiếp trước, các hương linh oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa, các hương linh có nhân duyên tại địa cuộc này, các hương linh liên quan đến việc độ sinh của chư tăng chùa Ba Vàng, tùy theo phúc báu cúng dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ mà được phát tâm giác tỉnh lìa khổ u minh, khởi niệm từ bi xa rời ác đạo, tin sâu Tam Bảo sớm sinh cõi Phật an vui. Chúng con xin hồi hướng công đức tu hành này về vô thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới, có đủ duyên lành kiểm soát được dịch, sớm tìm ra vaccine dứt trừ nạn dịch. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh, hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân qua vãng sớm được sinh về cảnh giới an lành.
Nguyện cho tất cả tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này. Chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương, ác độc quỷ vương, đa ác quỷ vương, huyết lễ sầu quỷ vương, cùng các tiểu quỷ tử theo kinh Địa Tạng có liên quan tới ác nạn của nhân loại. Nguyện cho chúng quỷ này được nương các công đức tu tập pháp lục hỏa của chúng con mà tăng phúc, tăng duyên, giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác, hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với chúng con kết duyên pháp lữ, thực hành công hạnh Bồ Đề, truyền tải Phật Pháp, phổ độ chúng sinh, cầu vô thượng Bồ Đề. Nguyện cho nước nhà có phúc, dân tộc chúng kiên trì đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc, già trẻ kính nhường chi ngu chẳng nghịch, mọi người chung sức giúp nước an dân, người vật cùng hưởng. Lại nguyện dòng giống Việt Nam khác thế tâm đồng, quay về nguồn xưa phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp trong tiêu chân tâm, tỏ rõ quốc độ thanh bình, đạo đời yên ổn. Các nguyện phước ban tất cả đức độ quần sinh, Phật Pháp thịnh hưng tam độ rất sạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tụng kinh công đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới các chúng sanh thấy đều thế nhập vô sanh, những nguyện tiêu ba chương sanh phiền não, nguyện đường trí tuệ thực sáng ngời, nguyện các tội chương thầy tiêu trừ, đời đời thượng hành Bồ Tát đạo, nguyện đem công đức tu hành này chẳng rải mười phương khắp tất cả, hiện thầy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Tự quy y Phật ơi, nguyện cho chúng sinh hiểu thấu đạo lớn, phát tâm vô thượng. Tự quy pháp ơi, nguyện cho chúng sinh kinh tạng ơi, chi tuệ như biển. Tự quy y tăng ơi, nguyện cho chúng sinh ơi, quản lý đại chúng ơi, hết